Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyên nào cùng xe hơi. Hôm nay thì em làm báo giá nhanh các đầu xe Ranger tại tỉnh Bắc Ninh lăn bánh. Nếu mà mình được giảm thuế trước bạ 50% nhé, dự kiến vào mùng 1 tháng 7 tới đây rồi. Đầu tiên là phiên bản cao cấp nhất thì là phiên bản White Check. Hiện nay mức giá niêm yết của phiên bản này đang là 979 triệu đồng. Ngoài ra thì với những màu ngoại thất như màu đặc biệt là màu vàng hay màu đỏ cam thì mức giá sẽ tăng hơn 7 triệu. Lăn bánh hiện nay có White Check với ở Bắc Ninh trừ hết khuyến mại hay là giảm 50% thuế trước bạ thì chúng ta sẽ có mức lăn bánh dao động vào khoảng tầm 940 triệu nhé. Bản này là bản full cao cấp nhất rồi. Raptor thì nó sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc và mức giá niêm yết là 1,3 tỷ, nên là cái lăn bánh cũng sẽ cao khá nhiều. Thứ hai là bản Ranger Sport. Bản này là bản thay thế cho Ranger XLT 2 cầu. Ranger Sport niêm yết mới thì sẽ là 864 triệu. Lăn bánh hiện nay các bác trừ khuyến mại, giảm thuế thì sẽ thấp hơn giá niêm yết một chút nhé. Đâu đó mình lăn bánh vào khoảng tầm 865 triệu đồng. Bản này thì cái lượng xe về khá ít nên là để trực tiếp xem xe thì mình vui lòng liên hệ trước qua bên em nhé. Tiếp theo thì là bản XLS 2 cầu. Bản này thời điểm này bán khá là chạy. Giá mới từ tháng 5 sẽ là 776 triệu đồng. Thì hiện nay lăn bánh cái mẫu xe này chúng ta sẽ mất đâu đó gần như là bằng giá niêm yết. Đó, mình được giảm tương đương quy đổi khoảng 100% lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký đăng kiểm. Đặc biệt với bản XLS 1 cầu số tự động 707 triệu thì hiện nay cái ưu đãi kép mà mình tính vào thì cái mức giá lăn bánh thật sự rất là mềm, rẻ hơn giá niêm yết đâu đó khoảng 20-30 triệu nhé. Mình lăn bánh hết khoảng tầm 6,7. Còn bản cuối cùng là bản Ranger XL 665 triệu thì mình lăn bánh nó sẽ tính đâu đó vào khoảng 650 triệu thôi. Hiện nay thì cái mức giảm giá nó vẫn đang khá là cao khi mà thông tin giảm thuế chưa được công bố chính thức. Đấy ạ, thì mình đang có nhu cầu thì có thể mua đặt cọc để giữ giá và chờ đến giảm thuế thì mình tiến hành thủ tục đăng ký bấm biển xe. Về trả góp hiện nay thì đa phần với các bán tải thì chúng ta sẽ vay tối đa từ khoảng 70 đến 75% giá trị xe. Thời gian vay từ 5 đến 7 năm và lãi suất thì nó thường sẽ có hai cái sự lựa chọn. Một là khi mình có tài chính mạnh, chứng minh tài chính tốt thì lãi suất sẽ là 10,6% một năm cố định toàn thời gian vay. Còn lại thì chúng ta sẽ vay theo cái mức lãi suất vào khoảng 12-13% Hà Nội sau khoảng một năm đầu được hỗ trợ. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em nhé để em hỗ trợ.